Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn có biết cái hoa văn này người ta gọi là hoa văn gì không các bạn? Thì mình xin giải thích với các bạn, cái hoa văn ở trên chiếc lá này thì người ta được gọi là marble đó các bạn. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn khi mình ép chéo những cái dòng cá beta với nhau. Cụ thể ở đây nó sẽ là marble khi mình ép với lại những cái dòng cá khác. Các bạn nhớ theo dõi hết video nha. Cụ thể ở đây là hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cá thể mà mình có ép chéo giữa Marble và Nemo. Nhưng mình sẽ đính chính một chút. Ở đây là mình có sử dụng một con mái Marble và một con trống là trống Nemo. Đó thì mời các bạn cùng xem là cái thế hệ F1 của mình nó sẽ xuất hiện những cái cá thể như thế nào. Tại sao mình nói là F1? Tại vì cái này mình có làm tiếp F2. Đó thì các bạn theo dõi xem là F1 và F2 nó có cái sự khác biệt như thế nào. Mời các bạn cùng xem. Ở đây thì mình có một cái cá thể F1 đầu tiên. Đó thì nó có một cái khuynh hướng ở đây là nó có những cái vây lẻ các bạn. Đó, vây hậu thì nó có màu cam, đó, màu xanh, màu trắng. Ở đây thì mình thấy cái marble của nó còn rất là nhiều. Cụ thể các bạn có thể thấy ở phần đuôi và phần phây lưng. Mình sẽ so sánh thử cái con cá này với một cái con cá Candy hiện tại của mình để các bạn so sánh xem là hai cái bộ vảy của nó có gì giống và khác nhau. Đây thì đây là cái con bên trái của các bạn, đó là một con Candy mình làm từ trong cái bầy Muti ra. Nó còn bên phải của các bạn đó là cái con mình tạm gọi nó cũng là Candy các bạn, nhưng mà nó ở trong cái bầy Marble. Đó, Marble lai với Nemo. Thì ở đây mình so sánh đầu tiên nó có bộ vảy màu trắng giống nhau. Nhưng mà mình nhìn kỹ các bạn thì mình thấy cái vảy màu trắng của cái con F1 ạ. Đó thì mình thấy nó cảm giác như nó chìm xuống thân. Nó chứ nó không có hiện lên như là cái con Candy. Đó, các bạn có thể nhìn kỹ. Tiếp theo thì mình mời các bạn cùng xem một vài những cái cá thể ở trong bầy F1 của mình. Đây nó cũng có cái kiểu hình khá là giống nhau. Đó thì mình có lựa chọn lại. Nó đều có cái khuynh hướng mình thấy là cái máu Marble còn rất là nhiều. Đó do mình có lựa chọn ở đây đó là cá mái là cá Marble. Nó còn cái phần Nemo mình thấy nó xuất hiện ở vây lẻ. Cụ thể ở đây là vây hậu. Đó, và ở phần đầu. Tuy nhiên thì trong bầy mình có thấy xuất hiện một cá thể rất là lạ. Rồi, các bạn có thể xem. Cá thể này thì nó không còn cái phần màu đỏ nữa mà nó có khuynh hướng chuyển sang thành màu vàng. Đó, và các bạn thấy phần đuôi, phần lưng và phần vây hậu nó vẫn còn marble rất là nhiều. Đó, thì đây là một cái cá thể rất là lạ trong cái bầy F1 của mình. Thì sau khi mà mình có được những cái cá thể F1 như vậy các bạn thì mình tiếp tục làm F2. Thì F2 nó có được những cái kết quả rất là đẹp. Thì mình có một cái suy luận đó là đây là một cái cách làm để làm ra những cái con Muti mà các bạn đang chơi bây giờ. Tuy nhiên thì lúc đó mình làm nó chỉ có nền cam thôi. Đó, các bạn thử xem là đây là cái suy luận của mình thôi nha. Đó thì các bạn xem là không biết là nó có đúng hay không. Đó, mình thì mình không dám khẳng định đó, nhưng mà mình thì mình suy luận đây là một cái cách người ta làm những cái con Nemo Muti. Mời các bạn cùng xem tiếp. F2 thì mình lựa chọn đó là những cái cặp mà cá những anh chị em trong cùng một bầy mình có ép tiếp. Đó thì ở đây nó có một cái tỷ lệ lột rất là cao các bạn, đó, và nó vẫn giữ lại được cái đuôi metallic màu xanh, đó khá là đẹp đó các bạn. Đó, thì mình nghĩ đây là một cái cách để người ta làm ra những cái con cá Nemo Muti. Đó. Thì các bạn thấy thì ở đây thì cá của mình nó chỉ có cái tông nền màu cam thôi, nó không có tông nền màu vàng. Nó thì đây là những con cá mà lúc trước mình có làm và mình có dùng một cái điện thoại, đó là cái Samsung J7 rất là lâu rồi các bạn. Đó, điện thoại này của vợ mình. Đó, và đây giới thiệu với các bạn nó cũng chính là cái con cá làm nên cái kênh H2O Beta ngày xưa của mình đó, H2O Beta TV. Đó, rất tiếc là mình đã bị mất cái kênh đó. Thì những cái chia sẻ này hy vọng là mình có thể vực lại được cái kênh mới này. Đó, ít nhiều thì nó cũng bằng lại được những cái kênh cũ. Rất mong nhận được cái sự ủng hộ của các bạn. Đây là cũng là một cái cá thể Muti trong cái bầy F2 của mình.
Thì đây là những cái con cá mình làm ở cái mốc thời gian đó là cuối năm 2019 đó, và sang đầu năm 2020 đó, thì mình có được những cái sản phẩm như thế này đó. Điện thoại của mình nó cũng vẫn còn lưu đó, cái mốc thời gian rất là rõ ràng. Thì trong video sau mình sẽ chia sẻ với các bạn khi Nemo mình ghép chéo với một cái dòng cá khác đó, thì nó sẽ ra được cái kết quả như thế này. Cụ thể nó là dòng cá gì các bạn nhớ đón xem nha. Ở đây thì lúc đó mình có làm ra nhưng mình cũng không biết là gọi tên nó là gì. Nhưng bây giờ thì biết, người ta hay gọi nó là Black Nemo Avatar. Thì cá này mình cũng làm khá là lâu rồi. Thì lần trong video lần sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là xem cái con cá này nó được mình ghép chéo từ Nemo với một cái dòng cá nào. Các bạn nhớ đón xem nha. Thank you.